Rồi, cơ bản nào nhỉ? Có bạn nào còn nhớ không? Mối quan hệ nào? Rồi Trần Đức Duy. Em thưa thầy là có association là mối quan hệ chung giữa hai phần tử UML. Thứ hai là generalization là mối quan hệ cha con của hai phần tử UML. Rồi. Thứ thứ ba là dependency là thể hiện sự phụ thuộc giữa hai phần tử của một hệ thống. Rồi. Hết rồi, có ba cái. Đâu, còn nữa chứ? À còn cái là group grouping things Còn có quan hệ hiện thực à, hóa hiện nữa thực à nhỉ? hóa là realization ạ. À rồi, ok. Thì ngoài ra thì chúng ta lại còn có những cái mối quan hệ thành phần nữa. Mối quan hệ sâu ấy, thì chúng ta có quan hệ gọi là người ta gọi là kết tập và kết tập và tương qua là kết tập và gì nhỉ? Nó là aggregation và composition. Đấy. Thì cái quan hệ aggregation và composition là quan hệ thành phần, là một cái nó chỉ thay đổi, nó là một thành phần của cái đối tượng hoặc là một cái lớp khác. Một cái nó thay đổi thì không không sao, còn một cái nó thay đổi là thay đổi cả bản chất của cái đối tượng đó, của cái lớp đó. Thế nên là đấy là những cái mối quan hệ ở trong trong lớp, trong class. Ok không nhỉ? Tôi nhắc lại để chúng ta nhớ. Bạn Lê Trọng Nghĩa nhớ chưa nhỉ? Em nhớ rồi thầy ạ. Ok. Thì các bạn thấy rằng là ở đây nó sẽ có các mối quan hệ là association, directly association là customer và order. Đấy. Thì và quan hệ generalization. Đấy. Quan hệ kế thừa đấy, tổng quát hóa thì những cái special order và normal order nó được kế thừa cái lớp order đấy. Còn mũi tên thì nó sẽ chỉ vào những cái đối tượng mà được được kế thừa, được liên quan, được gì đấy phải nhờ. Đấy, trong UML thì nó là thì bị động, những cái nào mà được tác động vào được thì nó sẽ có mũi tên nó chỉ vào những cái đối tượng đó. Các bạn lưu ý cái điều đấy. Các bạn cứ nhớ là bị động trong thể hiện cái UML. Thì biểu đồ lớp nó là bao gồm các lớp và mối quan hệ giữa các lớp đó. Thì làm sao mà để có được các lớp này? Thì chúng ta sẽ có những cái bài học phía sau. Tuy nhiên là chút nữa thì cũng có thôi, có liên quan đến khi mà chúng ta học đến biểu đồ is a case. Chúng ta cần xác định đấy là is a case, và tất cả những cái biểu đồ khác ấy, nó cũng đều xuất phát từ is a case. Trong đấy có biểu đồ lớp. Biểu đồ, mục đích của biểu đồ lớp là phân tích và thiết kế tầm nhìn tĩnh của một ứng dụng. Nó mô tả trách nhiệm của hệ thống và cơ sở cho biểu đồ thành phần và triển khai. Nó có cơ chế chuyển và nhận trong hệ thống. Thì biểu đồ nào cũng vậy, nó hầu như cơ chế chuyển nhận thì nó liên quan đến việc tối ưu. Khi mà chúng ta thiết kế ra một biểu đồ thì chúng ta sẽ xem xét và chúng ta có thể là thiết kế lại làm sao mà cho nó phù hợp với những yêu cầu đặt ra. Khi nào sử dụng biểu đồ lớp, nó là mô tả hình ảnh tĩnh của hệ thống, chỉ ra hợp tác giữa các phần tử trong tầm nhìn tĩnh, mô tả các chức năng thể hiện trong hệ thống và xây dựng phần mềm ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Thì đấy là những cái liên quan đến biểu đồ lớp. Còn biểu đồ đối tượng biểu đồ đối tượng thì nó xuất phát từ biểu đồ lớp, tuy nhiên nó là tầm nhìn tĩnh trong một khoảng thời gian xác định, trong một thời điểm nhất định, và nó là hình ảnh của lớp, là các biểu đồ lớp. Thì
cái biểu đồ đối tượng này ấy, nó sẽ xác định cho chúng ta rằng là tại một thời điểm nhất định thì nó có những cái đối tượng nào và mối quan hệ của những cái đối tượng đó nó sẽ thực hiện ra sao. Đấy, thì chúng ta sẽ có được là biểu đồ đối tượng. Mục đích của biểu đồ đối tượng là cơ chế kỹ thuật gửi và nhận giữa các đối tượng trong hệ thống, mối quan hệ giữa các đối tượng của hệ thống, hình ảnh tĩnh của một tương tác, hay là hiểu được hành vi đối tượng và quan hệ của chúng từ các khía cạnh thực hành. Đấy, thì thường là để mà phân tích, khi mà chúng ta đã có biểu đồ lớp rồi và chúng ta sẽ phân tích rằng là trong cái tại một cái thời điểm nhất định ấy, thì giá trị của những đối tượng này nó sẽ tương tác với nhau như thế nào, hay nó xác định cho chúng ta rằng là cái giao thức để những cái thành phần hay những cái lớp này nó được giao tiếp với nhau, hay những cái đối tượng này được giao tiếp với nhau. Đấy, thì biểu đồ đối tượng ấy, nó được sử dụng khi mà chúng ta tạo ra các giao thức cho hệ thống. Nó thể hiện cơ chế lưu trữ, nó sẽ cho chúng ta xem rằng là cái việc lưu trữ dữ liệu của chúng ta trong hệ thống ấy, sẽ được thiết kế như nào dựa vào cái biểu đồ đối tượng này. Mô hình hóa cấu trúc dữ liệu phức tạp và hiểu hệ thống từ khía cạnh thực hành. Thì trong cái giao thức thì các bạn đang học môn lập trình mạng máy tính hay là lập trình web ấy, thì nó đều liên quan đến các giao thức ở trong mạng máy tính hay là trong lập trình web. Thì bạn nào có thể kể cho tôi những cái giao thức mà các bạn đang học hay là cái giao thức mà nó thể hiện ở trên cái hệ thống máy tính nên truyền tin ấy, thì có những giao thức gì không? Có bạn nào chỉ ra được không nhỉ? Rồi bạn Tâm này nhỉ? Ừ. Rồi rồi. Đấy chính là các giao thức để truyền tin đấy. Cái giao thức để mà truyền tin trong cái mạng máy tính thì đấy là những giao thức từ là TCP/IP, UDP là giao thức chung trong cái hệ OS của kiến trúc về máy tính, kiến trúc mạng đúng không nhỉ? Hay những cái giao thức mà bạn vừa kể như là HTTP hay là SMTP hay là FTP vân vân, thì những cái giao thức đấy là những cái giao thức mà nó được truyền trong cái từng ứng dụng của mạng máy tính, thì như liên quan đến web, rồi liên quan đến thư, rồi đến truyền file dữ liệu. Đấy, thì nó có rất nhiều các giao thức. Tuy nhiên là giao thức ở đây nó còn một cái nữa là giao thức về cấu trúc dữ liệu. Giả sử như các bạn truyền giao thức giữa client server với nhau ấy, thì các bạn quy định rằng là trong cái cấu trúc về dữ liệu đấy nó sẽ có bao nhiêu trường, và những cái trường đấy nó sẽ được tách ra như thế nào. Nếu chúng ta truyền dưới dạng JSON thì chúng ta có các key, và nhờ JSON hoặc là XML thì chúng ta có các key hoặc là có các tag. Còn nếu chúng ta truyền dưới dạng là binary thì chúng ta sẽ phân tích các bit, từ bit bao nhiêu đến bit bao nhiêu ấy sẽ là giá trị gì, từ bit bao nhiêu đến bit bao nhiêu là giá trị gì. Đấy là cái quy định hay là đấy là cái giao thức trong hệ thống. Còn nếu như mà chúng ta hiện tại được các hệ thống thông tin thì thường là dùng JSON hay cả C#, rồi C# Java, rồi Node.js, PP vân vân, thì cái giao thức JSON đang dùng rất nhiều. JavaScript thì JSON nó là object luôn, nó là khi mà chúng ta tạo ra
một cái giá trị di sản thì nó là một object luôn cho chúng ta, hay là một cái class cho chúng ta. Thì đấy chính là các giao thức, và giao thức đấy muốn có đầy đủ giữa các hệ thống thông tin với nhau ấy, thì người ta phải phân tích các đối tượng. Đấy, phân tích xem là các đối tượng này nó có các giá trị như thế nào, và nó sẽ được truyền thông tin giữa các hệ thống với nhau, và quy định rằng là trong giao thức đấy thì những giá trị nào nó thuộc vào, nó có ý nghĩa như thế nào trong cái từng cái giao thức, trong từng cái giao thức truyền dữ liệu giữa các chức năng và các hệ thống với nhau. Đấy, đấy chính là giao thức. Các bạn đã nghe vụ mà Google nó Google Face hay Facebook nhỉ? À, Google mà dừng cái dự án phát triển AI, hệ thống AI nhỉ? Là bởi vì liên quan đến giao thức. Bởi khi mà hai cái hệ thống AI ấy giao tiếp với nhau và nó tự tạo ra một cái giao thức riêng. Giao thức là nó truyền tin, cái tín hiệu truyền tin giữa cái hai cái hệ thống AI đấy mà cái hệ thống của con người làm ra không điều khiển được. Có nghĩa là không biết rằng là chúng nó truyền cái tin tức hay là cái giao thức đấy như thế nào, cái tín hiệu truyền đi. Đấy, và thấy rằng là có nguy cơ rất là nguy hiểm là các hệ thống AI là tự gọi là giao tiếp với nhau qua một cái giao thức riêng của nó, và nó được tạo ra mới ngoài cái giao thức của con người tạo lập. Thế nên là cái dự án đấy phải dừng lại. Đấy, thì cái giao thức nó rất là quan trọng. Đấy, quan trọng như vậy. Nó giống như là phim Kẻ Hủy Diệt, Terminator như Skynet. Khi mà các hệ thống máy tính nó có giao thức riêng và nó tự gọi là có cái suy nghĩ độc lập.